chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn phần đại số lớp 7 đầu tiên. Chương 4. Bài số 1. Khái niệm về biểu thức đại số. Thì thầy sẽ giới thiệu với em là nhà toán học Enrico Fermi. Thì đây là cái người có nhiều công lớn trong cái môn đại số. Thì ông cũng là nhà thiên văn học, nhà địa lý học. Ta đi phần thứ nhất đó là khái niệm về biểu thức. Khái niệm về biểu thức số, nhắc lại là các số được nói với nhau bởi dấu là cộng, trừ, nhân, chia, nhân lên tỷ thừa thì nó sẽ làm thành một biểu thức. Ví dụ như là 5 cộng 3 trừ 2 thì đó là một cái biểu thức. Hoặc là 12 chia 6 trừ 2, vân vân. Đó là những cái biểu thức. Thì có một cái chấm hỏi. Hãy viết biểu thức. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích chữ nhật có chiều rộng 3 cm, chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Như vậy thì chiều rộng là 3 cm, chiều dài hơn chiều rộng là 2 cm. Như vậy là chiều rộng là 3, chiều dài là lấy là 3 cộng 2 là 5 cm. Vậy thì biểu thức biểu thị diện tích tức là 3 x 5. 3 x 5 đó là cái biểu thức biểu thị diện tích. Phần thứ hai là khái niệm về biểu thức đại số. Ta xét bài toán như sau. Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5 cm và a cm. Tức là ta có cái hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5 cm và 2 cm. Thì mấy em biết là chu vi hình chữ nhật thì được tính là lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân 2. Vì vậy thì ta lấy là 5 cộng a nhân 2 thì ta sẽ được cái biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật. Trường hợp tiếp theo. Viết biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2 cm. Thứ nhất là gọi a là chiều rộng của hình chữ nhật. Gọi a là chiều rộng của hình chữ nhật. Thì chiều dài hình chữ nhật tức là a cộng 2. Chiều dài hình chữ nhật là a cộng 2. Như vậy thì biểu thức diện tích các hình chữ nhật tức là a nhân cho a cộng 2 là cái biểu thức. Vậy thì qua các cái chấm hỏi trên thì ta có cái khái niệm là gì? Những biểu thức mà trong đó mà các số, các cái hiệu phép toán là cộng trừ nhân chia nhân lên tỷ thừa, còn cả các trừ đại diện thì những biểu thức như vậy gọi là biểu thức đại số. Thì lấy ví dụ như là 4x, vậy thì trong này nó có x, thì x nó là đại diện thì được gọi là biểu thức đại số. Hay là 2 nhân cho 5 cộng a thì cũng là một biểu thức đại số. Trong này nó có a là đại diện. Thì để cho còn thì người ta thường không có dùng cái dấu nhân chính giữa. Ví dụ như là x nhân y thì người ta biết là x y thôi. Hoặc là 4 nhân x thì biết là 4x. Rồi chấm hỏi số 3. Viết biểu thức đại số biểu thị con a. Quãng đường đi được sau ít giờ của một ô tô đi với vận tốc là 30 km/h. Câu b. Tổng quãng đường đi được của một người tiếp cận người đó đi bộ trong ít giờ với vận tốc là 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y giờ với vận tốc là 35 km/h. Thì khi mà giải bài này thì ta phải sử dụng cái công thức là hết bằng V nhân T và quãng đường thì nó bằng vận tốc nhân cái thời gian. Câu A là
30X, tức là vận tốc là 30, X là T, là sai vô là 30X. Câu B, người đó đi bộ X giờ với vận tốc là 5 km/h thì ta có là 5 nhân X, và sau đó là đi giờ đi với vận tốc là 35 km/h ta sẽ thay cho là được là 35 y. Thì tổng của nó là 5X cộng 35 y, đó là một cái biểu thức về số. Phần chú ý thì mấy em xem sách giáo khoa lần này, phần củng cố, tức là em phải nắm được là những biểu thức mà trong đó là các số, các ký hiệu phép toán, cộng trừ nhân chia, nâng lên lũy thừa, còn cả các chữ đại diện, thì những biểu thức như vậy người ta gọi là biểu thức đại số. Ta xem bài tập số 1. Hãy viết các biểu thức biểu thị. Câu A, tổng của X và Y thì người ta có là X cộng Y. Câu B, tích của X và Y ta có là X cộng Y. Câu C, tích của tổng X và Y với hiệu X và Y thì sẽ có là X cộng Y nhân cho X trừ Y. Ở đây là tích của tổng với hiệu. Bài học hôm nay là hết. Thì tương tự như vậy đó, bài số 1 đó ta sẽ làm cái bài số 2, số 3 với thêm một cái bài tập thì là viết biểu thức biểu thị chu vi và diện tích của hình có hai cạnh liên tiếp là bằng X và Y. Đó là cái bài học thứ nhất.